Bên kia bờ ảo vọng Chương 4 Phần thứ hai Trời mưa từ sáng cho tới lúc trạng vạn Chưa năm nào ngâu rà rích sụt sùi như năm nay Lá rụng lẫn rác rô trên các miệng cống Đám công nhân vệ sinh đội nón Choàng áo mưa lặng lẽ hót rác vào những chiếc xe kéo tay Để đổ lên xe tải Họ cặm cụi dưới mưa, giờ này quá giờ khác. Thỉnh thoảng, một con bé đang tuổi dậy thì, má đỏ như son, đạp xe ngạo nghễ trên đường, mặc cho áo quần tóc tai ướt dính. Cái cơ thể tươi non tròn trịa và quyến rũ hiện lên dưới lớp áo dính sát vào người. Ở quán nước chè, Nguyên đang ngồi có bốn người. Anh là một người thứ hai và một cặp tình nhân đã luống tuổi. Người đàn ông cỡ ngoại 40 và người đàn bà cũng trạc cỡ đó, má đã hơi chảy dưới lớp phấn, ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ bày đĩa bánh đậu còn đầy nguyên với hai cốc nước trẻ đã nguội ngắt. Họ mê mải nhìn nhau, quên cả Nguyên và bà gia chủ quán đang ngồi ngoáy trầu trong chiếc cối đồng. Mưa ngầu, thật buồn như trấu cắn bà già bỗng nói bông cua nhưng nguyên biết rằng bà muốn trò chuyện với mình anh đáp vâng năm nay ngâu dài thật hồi tôi còn trẻ cứ trời này là cả lũ con gái ngồi rang cốm với rán bánh khoai bác đã được ăn bánh khoai thị cầu bao giờ chưa dạ cháu cũng đã được ăn hai lần toàn vào dịp tết nguyên đán bánh khoai ấy tim càng ngay ở đất hà nội này cũng không thấy ngon thật là ngon bà ra bò miếng trâu vào miệng cặp mắt mờ đục nhìn ra ngoài trời chắc hẳn bà đang trở về tuổi thơ ấy và thời thiếu nữ trên thị trấn quê hương nguyên thôi không nói chuyện với bà lão nữa vì anh bị câu chuyện của cặp tình nhân lôi cuốn anh ta đã nói với em như thế Người đàn bà vừa nói bạn tình, sau một hồi lâu thì thầm kể chuyện. Chị ta vụng trộm lau nước mắt, những sợi gân xanh nổi lên trên cần cổ gầy. Người đàn ông hói chán, nhìn chăm chăm vào những sợi gân ấy, xót xa. Khi người đàn bà quay ra, mắt chị đỏ hoe và nỗi ngượng ngùng hiện trên vẻ mặt. Dạo này em còn uống Phông không? Ông ta hỏi nhỏ Còn Người đàn bà gật đầu Nhưng thuốc dạo này khó mua lắm Họ lại im lặng một lúc lâu Ánh mắt hai người ngót vào nhau Như rễ loại cây trùm mọc trên vùng đất mặn. Trong ánh mắt ấy Vẫn còn những đam mê xuôi sụp của tuổi trẻ Nhưng nhiều hơn Là nỗi xót thương khắc khoải của những kẻ đã trầm luôn Người đàn bà hoàn toàn không đẹp một tấm thân tầm thước trung bình một gương mặt trung bình không nét nào lưu lại trong trí nhớ những người mới gặp tuy nhiên chị ta có cái vẻ chân thành và tội nghiệp khiến cho người khác dễ tha thứ và mùi lòng từ cách trang phục xoàng xĩnh đến lối phấn son vụng về từ cái nhìn rụt rè đến những cử chỉ khiêm nhường ngượng nghịu Người đàn ông còn xấu xí hơn Một gương mặt cũ kỹ Một chiếc đồng hồ quay ra cũ kỹ nơi tay Một chiếc sơ mi đã sờn cổ Một chiếc quần lỗi mút, Nhiều nếp ly rộng thùng thình Em đã uống hết gói bổ sâm hôm nọ chưa? Chưa à? Thế sau tuần này Anh đi Hải Phòng Anh sẽ nhờ chị Hậu Mua phong cho em Thôi anh à Phiền lắm chị ta ngừng lại rồi cúi thấp đầu xuống. Giá như ngày ấy người đàn ông ngắt lời, thôi em đừng nói nữa, lỗi tài anh thế nào rồi chúng ta cũng sẽ. Hai người nhìn nhau và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy họ bộc lộ tất cả những gì mà lời lẽ không bộc bạch được, nỗi luyến tiếc, lời sám hối và những trách móc tình yêu được khơi dậy trong tro tàn của quá vãng và những lời hứa hẹn cho hạnh phúc được vớt vắt từ những mảnh hồn oan uổng trước đây nguyên vẫn nghĩ rằng những bi kịch ái tình chỉ dành riêng cho lớp người có suy nghĩ phức tạp và có quá nhiều nhu cầu tinh thần cần thỏa giờ đây anh biết mình lầm tai họa ấy phổ biến trong toàn nhân loại có lẽ nó chỉ trỗi lên ở lớp người này và giảm đi ở lớp người khác mà thôi hình như loài người luôn tìm kiếm cái nửa thân thứ hai của họ trên cõi đời mênh mông trái đất họ sẽ vấp ngã lần này rồi lần khác sẽ thức tỉnh rồi sẽ ngộ nhận sẽ quay lại nhìn những lầm lạc của mình rồi để lại sai sót lần khác họ sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới lúc sinh lực khô cạn như dòng suối trên sa mạc và những khát vọng cũng thui chột hoàn toàn theo quy luật thời gian. Có bàn tay thần bí vô hình nào đã đánh tráo cổ bài nhân duyên trước khi lật. Vì thế, con xe hồng phải ghép đôi với con tượng đen. Chú tốt điều lại sống cùng bà sĩ. Và suốt đời con tượng sẽ quay lưng lại con xe. Quân sĩ sẽ quay lưng lại chú tốt. Cặp tình nhân đứng lên, mặc áo mưa người đàn ông trà tiền rồi quay lại bảo bạn tình này em gì cơ ạ từ rày em đừng đánh phấn nữa nhé vâng em có biết đánh phấn đâu nhưng em tưởng rằng anh thích thế không anh không thích vậy từ nay em sẽ thôi hai người ra đi mưa rắc từng lớp hạt treo chéo lên vai họ một chiếc áo capot lính cũ, bên tấm vải che mưa màu xám. Họ không thuộc loại người được chú ý trong xã hội. Một con tốt đi tìm một con tốt khác, đơn giản thế thôi. Nhưng đó là hành trình thật sự của tình yêu. Nguyễn đứng lên để nhìn hút theo bóng họ. Hai người, mỗi lúc một xa rồi mất hoàn toàn sau ngã rẽ. Người đàn ông cô đơn bỗng hình dung tới những hình ảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng vừa xem. Trên bộ mặt nứt nẻ, lồi lõm của một hành tinh mới, những con người mù lòa vì không thể nhìn thấy gì trong bầu khí quyển đặc màu lam, họ cuồng quạng tìm lối đi. Phải chăng những kẻ đi tìm tình yêu cũng giống như vậy? Phải chăng Linh cũng ở trong số ấy? Linh sẽ vấp ngã đau khổ Và một ngày nào đó Anh cũng sẽ hẹn cô ở một quán nước Để lại nhìn cô như người đàn ông hói chán Nhìn bạn tình hôm nay Dù thế nào Ta cũng vẫn yêu Linh Anh thầm nói với mình Nhưng sau vài phút bình tĩnh Anh trở thấy mình ngỡ ngẩn Chẳng có gì đồng điệu Trong tình cảnh gia đình anh Và hai con người vừa rồi Những liên tưởng của anh Thật phiến diện và vô căn cứ nhưng dù sao Anh vẫn nhớ cô điên dại Mùi thơm trong tóc cô như phảng phất trước mũi anh Cặp đùi rắn chắc Và vòng hông tròn dưới lớp lụa màu hoàng yến Chiếc áo cộc tay có viền ren quanh cổ Nguyên nhớ rành rọt từng thứ thấy không thể muốn nhìn thấy cô Anh mặc áo mưa Đội mũ Trà tiên ba chủ quán Rồi đạp xe tới trường dọc đường anh nghĩ rằng anh sẵn sàng quỳ xuống chân cô để xin cô trở lại với anh, anh sẽ chứng minh cho cô hiểu rằng những tình thế con người không thể vượt qua được và bởi điều ấy, cô hãy tha thứ cho anh và hãy thương anh. Không, không có gì trọng đại hơn đối với một con người bằng cái hạnh phúc thật sự mà họ ao ước. Anh đã nắm được con cá lớn và anh đã để sống mất bây giờ anh phải lặn dưới con hồ kia mà tìm kiếm trước cửa thư viện chỉ có một ổ khóa lớn linh đi vắng người đàn ông đứng tần ngần nhìn những hạt mưa ròng ròng chảy trên mặt kính hồi lâu rồi chậm chạp dắt xe đi